có điều gì nó không đúng hoặc là thấy có cái giáo huấn chỗ nào đó soi sáng hơn thì đóng góp cho chương trình, thì chúng tôi xin chân thành để đón nhận. Cảm ơn cha. Thưa cha, thông thường con thấy sau khi cử hành thánh lễ an táng thì linh cữu mới đưa đi hỏa táng. Nhưng mới đây con tham dự thánh lễ an táng không có linh cữu mà chỉ có hũ tro cốt. Điều này có đi ngược lại với niềm tin Công giáo không thưa cha? Thưa cha, đây là câu hỏi của khán thính giả Châu Bùi ở tại California, Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng làm con liên tưởng tới cái chuyện là vừa rồi mà khi mà Covid ở Việt Nam xảy ra quá nhiều và có rất nhiều gia đình đưa người thân vào bệnh viện nhưng sau đó nhận lại làm hũ tro cốt. Cảm ơn chị Duy Thủy móc nối vào một cái hiện tượng, một cái hoàn cảnh rất là đau thương mà chúng ta đang phải đối diện. Đưa cha mẹ đến nhà thương nhưng mà con cháu ở nhà thì nhận cho cốt. Điều mà người chị em chúng ta quan tâm là đi dự thánh lễ an táng mà không có thi hài, trong đó chỉ có cho cốt, thì có nghịch với niềm tin Kitô giáo không? Câu trả lời ở đây chúng ta không phải đắn đo gì cả, không có gì là nghịch niềm tin cả. Không có gì là nghịch niềm tin cả. Chúng ta cầu nguyện cho người đã khuất. Và có khi một thánh lễ mà còn không có cả thi hài nữa cơ. Trong hoàn cảnh ví dụ bây giờ chiến tranh báo về là ông tử trận rồi, thì tìm đâu ra thi hài ai thế vào đấy được. Có khi là mất xác đâu rồi. Thế thì chúng ta cầu nguyện. Trước đây đó, trước khi cải cách phụng vụ đó, thì chúng ta còn thấy có những cái lễ mà không có thi hài mà linh mục vẫn cử hành việc sông hương vân vân như có thi hài vậy. Người ta làm một cái mộ giả để trước cung thánh, gọi là lễ quy lăng, không có mô hi thi hài. Ngày hôm nay thì cái phụng vụ đó, cái hình thức đó không còn nữa. Thế trở lại thực tế, bây giờ có những trường hợp không thể nào có thi hài được. Ví dụ như là Covid ở Việt Nam là người ta thiêu rồi, người ta trả lại cho cốt, rồi lúc bây giờ gia đình mới cử hành cầu nguyện, tang lễ vân vân, thì làm sao có được thi hài. Cho nên là xin chị an tâm là không có nghịch gì đức tin Kitô giáo cả. Dạ, cảm ơn cha.